Tiếc là gì? Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Cái gì? Tiếc. Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Bạn ấy còn cướp cái gì của em nữa không? Đã chưa? Em còn dân kịp. Em nhớ cái cảnh cướp của bạn ấy không? Trong một đêm mà em không nhớ, như là một đêm luôn hả? Trăng và sao chị? Đêm nay cũng có trăng sao đó. Rồi sao nữa? Rồi hai người nói chuyện rất là bình thường, nhưng đột nhiên nhanh quá em đỡ không kịp và xong luôn. Rồi ngồi đây cưng ơi, ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi mở mặt nạ ra. Mở mặt nạ đi bạn trai ơi. Rồi chào hai bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe về bản thân mình nha. Bạn trai giới thiệu trước nè. Dạ em chào chị Tường. Em là Trần Ngọc Toàn. Em đến từ Quảng Ngãi. Hiện tại công việc của em là về bán hàng bên thẻ game. Em đang ở bên Thủ Đức mà gần bến xe miền Đông. Em sinh năm 90 vậy. Rồi mời em gái. Xin chào chị Tường và khán giả đang theo chương trình. Em tên là Trang, em ở Tây Ninh và đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Em năm nay 27 tuổi. Bình Dương đoạn nào em? Bình Dương ở đoạn Thuận An. Biết không em? Có nghe chị, nhưng mà Google chỉ giùm không? Bạn rất là... Rồi, còn gì nữa? Em năm nay 27 tuổi, em đang làm việc chăm sóc khách hàng, phòng thí nghiệm ở huyện Thuận An. Có hay lên thành phố chơi không? Dạ, cũng hay. Em mới giờ về Bình Dương khoảng 6 tháng. Ủa, vậy trước đây em ở đâu? Trước đây em vẫn ở thành phố. Ồ, tại sao giờ về Bình Dương? Là ở cho gần với tiện chỗ làm. Chưa có gì níu giữ ở thành phố. Nếu bây giờ có gì níu giữ thành phố, mình có quay lên lại thành phố không? Chắc có lẽ là để suy nghĩ. Nhưng mà giờ gia đình mình là ở đâu, ba mẹ là ở đâu? Ba mẹ thì ở Tây Ninh. Nói chứ sống mà bây giờ hả, cuộc đời nó vô thường lắm em. Dạ. Nếu mà có được cái để mình vương vấn, cái đó là quý lắm. Dạ. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, em thấy mình là thẳng tính, nhiệt tình. Dạ. Thì kéo theo là điểm yếu là nhiều khi thẳng tính quá thì mình không được khéo léo gì. Rồi em có thích và giống như là đam mê luôn á, về thể thao, đá banh, đá cầu, không hút thuốc, ít rượu bia. Mà sao tướng mỏng manh quá vậy? Chắc đá nhiều quá lấy không nổi. Trời đất ơi, có thể là do sống một mình nữa, không có người chăm sóc, rồi ăn uống cơm hàng cháo chợ đúng không? Có nấu nướng ăn uống gì ở nhà không? Dạ cũng có nấu chị. Rồi điểm yếu gì không? Tật xấu gì không? Hết rồi chị. Rồi bên đây điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hay sáng tạo trong cái món ăn, cũng được mọi người có thể chấp nhận được. Chấp nhận được. Nhược điểm là hay nóng tính, cũng hơi thẳng tính xíu. Về tình duyên thì như thế nào? Tính đến thời điểm này thì đã qua 27 mùa xuân, nhưng chưa có mùa xuân nào gây ấn tượng cả. Chưa có một mối tình nào chính thức hết. 27 mùa xuân hơi nhạt. Có thích ai không? Có để ý ai? Có yêu thầm ai không? Ngay cả tình đơn phương cũng không. Nhưng mà... Ủa sao kỳ vậy? Em dễ thương mà. Trong các mối quan hệ thì em hơi sợ hôn nhân, cho nên là em không có dám. Ủa sao sợ hôn nhân cơ? Thì xung quanh em thì có hôn nhân nó không có được hạnh phúc lắm, cho nên là em kể người ta chứ. Trời ơi, người ta khác mình khác chứ sao cơ. Em chưa thấy cái hạnh phúc ở trong hôn nhân đó, cho nên em chưa có Có chơi thân nhất của bạn gái nào không? Có. Bạn có một người bạn trai cũng quen là nhiều năm, xong rồi cũng chia tay. Có khi nào em với bạn gái đó thích nhau không? Mọi người vẫn thường nói em với bạn ấy là bồ với nhau. Mà có phải vậy không? Dạ không. Có khi nào em cảm thấy là em có cái cảm xúc gì với phụ nữ không? Tại vì em hơi sợ hôn nhân. Đó, thường thường mấy người mà sợ hôn nhân nè, rồi mấy người mà bị đàn ông ruồng bỏ nè, bị đàn ông chơi xấu nè, là thường hay bất mãn đàn ông, cái chỉ có phụ nữ mới mang đến hạnh phúc cho nhau á. Có khi nào em nghĩ vậy không? Em chưa nghĩ tới lúc đó. Ngoài cô bạn gái đó ra có nhiều cô bạn gái khác nữa không? Cũng có. Cuộc sống thì hôn nhân thì cũng... Trời ơi, sao xung quanh em toàn những người phụ nữ bất hạnh không vậy em? Chết rồi. Cô này tôi phải xét test lại giới tính nha. Có khi nào em rung động với một chàng trai nào chưa? Em chưa có rung động ai hết, cho nên bây giờ em muốn thử coi em có thể rung động được ai không? Em coi có phim bộ, có thấy mấy cảnh nam nữ hôn nhau trong người em có cảm giác gì? Lúc đó những cái cảnh mà hơi nhạy cảm đó, thì em sẽ không có xem. Mấy cảnh lãng mạn thì em xem, cái lúc mà họ giao tiếp thì thích. Rồi ví dụ coi tình yêu ta gãy đổ chia tay, em có buồn, em có khóc gì không? Không. Từ khi mà em thấy hôn nhân gãy đổ nhiều quá, em coi nhiều quá em cũng mệt, cho nên là em không có xem nữa. Chết rồi, cô này tư duy hơi bị mệt rồi nha. Sau khi nghe bạn gái chia sẻ về tình yêu em thấy như thế nào? Em hy vọng sẽ thay đổi được cô ấy. Hy vọng em rất là lớn lao, chị cũng hy vọng rằng em đạt được cái hy vọng của em. Thế còn em, tình trường sao? Em thì một người từ thời sinh viên. Quen cho giống người ta thôi, cho có thôi. Quen được 3 năm rồi, hơi là hơi tiếc. Quen 3 năm mà sao không tiến tới?
tiếc tiếc là gì, nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Cái gì? Tiếc. Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Bạn ấy còn cướp cái gì của em nữa không? Đã chưa, em còn dừng kịp. Em nhớ là cảnh cướp của bạn ấy không? Trong một đêm mà em không nhớ, như là một đêm luôn hả? Trăng và sao chị. Đêm nay cũng có trăng sao đó. Rồi sao nữa? Rồi hai người nói chuyện rất là bình thường, nhưng đột nhiên nhanh quá em đỡ không kịp và xong luôn. Cảm nhận như thế nào? Em lạ chị. Phê không? Chị đâu phải bị cướp. Cái đó là phải bị cướp. Nhưng mà quen bao lâu là cô cướp? Tầm khoảng 4-5 tháng á. 4-5 tháng là cướp rồi. Tại sao 3 năm mà chia tay? Nghĩa là sinh viên rồi quen không có tính lâu dài. Kỹ quen cứ tới đâu hay tới đó thôi. Rồi khi mà ra trường rồi mình cũng lớn rồi, mà bà ấy cũng lớn, nhưng mà sự nghiệp mình chưa có gì. Bạn nữ thì không thể chờ mình được. Trời ơi, cũng ít oi quá ha, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn bên đây. Người ta cũng bị cướp hôn rồi, rồi người ta cũng có được 3 năm yêu nhau rồi. Còn em nhạt quá em nha. Cố gắng hôm nay coi cho chút muối vô cho cuộc đời mình nha cưng. Cố lên nha. Dạ, tại nhà em bán muối nhiều quá. Để thanh xuân trôi qua phí quá em ơi. Phải yêu vô. Yêu nó có nhiều cung bậc cảm xúc. Có thể có hạnh phúc, có thể có đau khổ nha. Chứ đừng nghe chị Tường tưởng đâu yêu là hạnh phúc không. Không có nha, chị Tường nói thẳng luôn. Tình yêu nó sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Yêu đương, giận hờn, rồi tha thứ, rồi chia tay. Hôm nay quyết chiến quyết thắng nha. Dạ, đã đến lúc em tìm người nghiêm túc rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn con trai như thế nào nè? Hiểu ý, có thể nói chuyện trò chuyện vui vẻ với nhau mà kiểu mà em thấy cái kiểu mà vui vui á. Thích hài hài cho cuộc sống nó màu sắc hơn. Dạ, vui vẻ. Em hỏi gì là phải có thể trả lời với em cái đó, hoặc là nếu mà chưa biết thì có thể tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được. Không thích kiểu im lặng, thích nói nhiều. Không, anh này có vẻ không có im lặng đâu. Trời dân marketing mà. Ngoại hình cao trên 1m67 cho lên. Chết cha rồi, bên này chắc không tới rồi. Nay cao nhiêu? Nói thật đi. 1m6 chị. 1m6 à? Cũng có thể chấp nhận được. Mặt ốm mà đều được. Này hơi nhỏ con, nhưng mà dân thể thao đó. Ngồi tôi thử coi ốm có yếu không thì thôi. Thể thao vậy phải em phải rèn. Rèn. Nuôi dạ. Nuôi cho ăn. Em chấp nhận rèn. Bên đây thích nấu ăn nè, cứ nấu là bên đây ăn cho là được. Là chịu khó làm thử. Nếu mà có yêu thì nói cho em biết. Khi mà không yêu nữa thì cũng nói cho em biết là không yêu nữa. Văn minh. Dạ. Ok, hy vọng. Dạ. Hy vọng dạ. Hôm nay ha. Thế còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Vui tính chị. Vui, bao vui, cảm quan xúc tâm, quan tâm với người khác. Được. Dạ. Ngoại hình thì tầm em, tại vì em không được cao lắm thì tầm 1m55 là được rồi. Em cao nhiêu em? Dưới 1m đó. Tôi thấy cao mà. Dạ, biết nấu ăn là có điểm mạnh rồi. Dạ. Rồi. Ngoài ra nếu mà chăm sóc cái hàng là em cũng thích. Tại vì em muốn là sau này người vợ của mình á có thể làm có một cái shop hoa hay là cái gì đó có kinh doanh mà đỡ phải vất vả ra ngoài. Có nghĩa là thích mua kinh doanh ở nhà để chăm sóc gia đình luôn chứ khỏi mất công đi làm phải không? Ý là vậy phải không? Cũng làm nhưng mà khỏi phải ra ngoài. Được không em? Em xin ý kiến xíu là em làm có thể làm việc nhà được, nhưng mà em không có giỏi là người phụ nữ đảm đang của gia đình lắm. Không có cần phải quá đảm đang. Dạ. Chỉ cần là đứng tệ quá là được rồi. Còn hai vợ chồng phải san sẻ công việc với nhau. Tại em thì hay có tính trẻ con. Yêu đi rồi nó sẽ trưởng thành cưng. Đâu đâu đưa cho coi mượn mấy cái tấm hình coi. Rồi dễ ẹt à, kiếm cổ đi, cổ ở trọng đó. Cổ em dễ hơn đó. Hình sao gái không vậy trời ơi. Đưa tấm hình đi kiếm bạn gái mà hình toàn con gái không. Kiếm đi, đừng có nói nhìn tấm hình mà chọn mấy cô gái nha. Chết với tôi à. Xác định giới tính rõ ràng nha. Khó cái gì đâu mà khó. Đâu chọn anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh đó? Tại nãy chị nói là ốm. À, ốm yếu nhưng mà cũng khỏe mạnh. Để lát chị chị tập thể thao là được. Thử coi sao, rồi cứ giữ nguyên hiện trường đó đi. Có chưa? Nhiều cho cô một cái gợi ý đi. Hơi thấp xíu. Mang giày có quai hậu. Trời, ai cũng có quai hậu hết trơn. Thôi ráng chọn đi cưng. Cảm nhận của mình thôi. Ba cô mận đồ y chang nhau luôn. Mang giày y chang. Cô này cao. Cô này cao. Dạ, mình loại cô này ra. Còn hai cô hai bên chọn đi em. Cô này cao gót thì chắc là thấp hơn. Đã thấp, cao gót đã thấp rồi. Tôi chọn cô này chị. Em chọn cô này. Chắc chưa? Chốt luôn. Chọn cô nào tôi gả cô đó nha. Chắc chưa? Rồi cầm hình nó đi. 1, 2, 3. Mở ra. Sao cưng? Sao? Gần đúng chị. Gần đúng hả? Chị có ba cô mà anh vẫn chọn chưa đúng. Gần đúng em ơi, gần đúng rồi. Bị phạt sao em? Khám sức khỏe em. Dạ.
Thục dầu hít đất, em chơi món nào? Bác sĩ mới khám được. Hít đất đi chị. Hít đất đi cưng. Mấy cái em? Nếu mà chương trình cho phép thì 50 cái được. Hốt xác luôn á cưng. Em ơi. Hốt xác luôn á cưng. Thử sức của anh. Thôi bây giờ sức em làm được nhiều không? Nhiều. Để còn sức đàn nữa, nếu đem đàn theo định hát đàn tặng em nữa nè. Mà đỡ lòng nào em quất cái quá mạng. Rồi làm đi cưng. Rồi em đếm đi nha. Dạ. Khi nào em cảm thấy người ta sắp ụp mặt thì em nó ngưng đủ nha cưng. Em chuẩn bị đỡ anh đi. Đếm giùm em nha. 2 3 20. Được anh. Để dành sức cảm anh đàn em đi nhiều. Được không em? Nhìn sắc mặt coi. Giờ đàn nổi không cưng? Thôi giờ tặng quà trước nè, tặng quà trước nè. À, khoan để em hỏi á. Hỏi nè hả? À, hỏi nè. Hỏi đúng mới tặng, mà không đúng đem có hoa về hả? Dạ. Ngày vui rồi đó, chị không biết sao cho thấy vui rồi đó. Hãy đi. Anh được bao nhiêu phần trăm trong kỳ vọng của em? Ngoại hình á. Em thì không quan trọng về ngoại hình. Em chỉ quan trọng là bên trong thôi. Bên trong thì chưa biết đâu, bây giờ dạ. Mới bên ngoài thôi. Mở cái cửa ở bên lên ngoài nè. Thì khoảng 90%. Cái gì dữ vậy bà? Đừng có mê trai quá nha. Dạ hơi mê đi. Tại 27 cái xương rồi. 90% rồi đó hả? Dạ. Rồi chúc mừng em, hy vọng của em sắp thành sự thật rồi. Tới tiết mục của em. Vậy mới tặng hoa vậy. Vậy nếu anh đánh giá em dưới 50% thì sao? Bó hoa có tặng không? Cũng tặng chị ạ, nhưng mà nó không được vui bằng 90%. À, vui rồi, tặng qua trái tim đi cưng. Anh tặng em bó hoa này nhân ngày đầu gặp nhau. Cảm ơn ạ. Hy vọng em thích nó. Cảm ơn ạ. Rồi, vui rồi. À, em cũng có món quà tặng anh. Anh có thể gỡ nó ra. Mở ra coi. Đó là công sức của em đó. Wow, kỹ quá. Bà gói gì kỹ vậy bà? Cho anh có công sức xíu. Rồi. Công sức của em là công sức gì trời? Công sức gói quà hả? Cho tìm sách đó chị. Anh chính là thanh xuân của em. Wow, rất ý nghĩa, anh cảm nhận như thế thấy nào? Thấy sách như thế nào? Anh thích từ thanh xuân. Chưa biết trước điều gì nhưng mà anh hy vọng nó giống như cái từ cái quyển sách này. Ủa em có thích trai đánh đàn đồ không em? Dạ thích. Thích hả? Dùng nhạc cụ là em thích. À, chị hình nhà hồi trẻ chị cũng mê lắm. Có mấy anh ôm đàn hát cho chị nghe là chị chết queo rồi đó. Em mê đến nỗi mà em phải tự đi học. Rồi. Rồi để anh, để em mua lửa xíu chị. Mua lửa. Hát rồi em sẽ biết tên xong nha. Cùng mắt mong trên rừng trường sơn hai ai đầu xa thầm đường ra trần mùa này đẹp lòng trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Ăn hết. Vậy thôi đó hả? Trời ơi, ông hát cái bài ổng đàn một gam một không nhúc nhích. Một gam một. Em cũng ráng chú ý cả, có đổi. Không đổi qua được một cái gam thứ hai luôn. Gõ cốc 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 ngừng. Hát nữa đâu có biết. Mới tập tới đó à. Mới tập hồi tối thì. Biết đàn không cưng? Làm khúc coi, em nói em đi học đàn mà. Nhưng mà lâu rồi. Em ráng 2 gam cho chị nha. 2 gam mới đờn nha. Một gam là nhục lắm luôn á. Người cũng ráng theo dõi từ đầu tới cuối. Tôi thấy ông không nổi một gam nào. Tại lâu rồi em không có cầm đàn nữa. Em làm đại mấy câu. Rồi làm đại mấy câu đi. Hy vọng là được câu. Hy vọng có chuyển gam. Thấy vui rồi đó. Thôi em hát chay đi. Ngó quá bỏ qua đi cưng. Hai đứa về ôm đàn rồi tập đàn lại cho nhau nghe nha. Còn thấy hai đứa vui rồi đó. Thôi được rồi. Bây giờ chị Tường đi ra ngoài. Tường mời hai đứa sẽ thưởng thức một bữa ăn rất là ngon của nhà hàng. Vừa ăn vừa trò chuyện ha. Yeah. Xin mời hai bạn thưởng thức ha, món ăn trời ơi hoành tráng quá, hấp dẫn quá, vừa vui vừa được ăn ngon. Lát có bạn trai bạn gái dắt về luôn nè. Đây là món gỏi thái hải sản nè, dồi dê nướng nè, chả giò, trứng muối tôm tươi, gân cá ngừ chiên muối. Mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng nha. Gà lăn lên nha, người ta đút tôm cho bạn gái ăn kìa nha. Vui nha. Dạ, rồi chúc hai em ngon miệng. Cảm ơn chị. Anh mời em ăn nhé. Dạ. Tranh thủ cho nãy giờ đói lắm.
Anh cuối tuần thì anh có thường rảnh là thứ bảy với chủ nhật. À. Thứ bảy chủ nhật thì thường là em về nhà ở Tây Ninh. Quen lâu lâu chắc anh xin về Tây Ninh thăm Tây Ninh. Anh có địa lý trên đó nhiều lắm. Từ Thủ Đức đến Tây Ninh thì cũng gần lắm à. À, vừa rồi mới đi Tây Ninh xong thấy trên đó ai cũng thân thiện. Tương lai là anh muốn lập nghiệp trong này luôn. Thôi mình tranh thủ ăn nha, ăn cho hết nha. Dạ. Em có hay đi xem phim hay gì không? Có, mà đi với bạn gái thì nhiều. Anh hy vọng em là người đầu tiên anh đi. Hồi giờ anh chưa có biết đi xem phim. À, điều đó thì em sẵn sàng. Em có thích chơi thể thao không? Em rất là thích. Mà chưa bắt cặp được với ai rảnh để đi với mình. Để anh bắt cho. Nhưng mà em thích cầu lông hơn. Cầu lông anh cũng có bộ sẵn ở nhà mà ít chơi, tại vì không có người chơi. Em sợ con trai lắm hả? Có ai hù em chưa? Có hù thì cũng nhiều sợ lắm. Thường thì bao lâu anh về quê một lần? Tầm tháng, hai tháng rảnh là anh về. Tại vì bố mẹ cũng lớn tuổi rồi. Em thích đi phượt gì không? Em rất thích đi phượt. Em thích biển không? Anh rất là thích biển. À mà em biết bơi không? Em thích biển mà em không biết bơi. Để anh chỉ cho. Em biết bơi nhưng mà bơi ốc thôi. Bơi ốc là bơi làm sao em? Cứ vô vô bờ là bơi ốc. Rồi em chỉ anh cách bơi ốc nha. Bơi đó dễ lắm anh. Chỉ cần xuống nước rồi vô vô bờ thôi. Anh thường anh nấu ăn thì anh nấu món gì? Canh kho trứng luộc, đặc biệt là mì tôm là nấu dễ nhất, nhanh lắm. Mì tôm là món nấu nhanh nhất luôn á. Nãy giờ có gì vui không? Dạ. Vui không? Chưa phát hiện ra điều gì. Nãy giờ rung quá, ngồi rung quá. Rung quá hả? Ủa sao nãy có chị ở đây vui lắm mà. Chị đi rung. Chị đi rung hả? Rồi nãy giờ có tâm sự được gì với nhau chưa? Quan điểm của em trong tình yêu là như thế nào? Anh tình yêu là thẳng thắn nha. Em là anh thích là trước khi người ta kết hôn á là vui vẻ. Sau kết hôn lại ở trong một nhà người ta giống như là thân quen quá người ta không còn cảm giác như trước, thì anh nghĩ là sau này nếu mà về được xây làm hai cái phòng, em phòng anh phòng, ý là hạn chế ở gần bên nhau. Anh nghĩ vậy. Em đồng ý vậy luôn á hả? Em cũng được, em cái gì tại vì em chưa có. Thôi rảnh quá ha anh chị. Người ta muốn lấy chồng, lấy vợ là để người ta có cái người ở bên cạnh. Để người ta đêm hôm người ta ngủ, người ta nằm lên vòng tay nhau, người ta ngủ. Tối người ta ngủ, người ta hung tráng nhau. Sáng mở mắt ta hung tóc nhau, chúc nhau một ngày tốt lành. Tự nhiên hai đứa ngủ hai phòng lấy nhau làm chi với cha, với mẹ. Mà phong cách, khoảng riêng cách. Với mình á. Tới già mà như vậy còn chưa được nữa. Tôi là tôi không có thích mấy người mà già rồi mà sống riêng phòng là tôi cũng không thích nữa. Vợ chồng là sống tới nhau răng long đầu bạc, đến già đến chết luôn. Đến già đến chết em thấy những tấm hình trên mạng mà gọi là sự xúc động không? Nghĩa là hai ông bà lão bệnh nằm trên giường bệnh rồi mà tay ta vẫn còn nắm tay nhau như thế này. Yeah. Người ta nói là lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Sống với nhau đầu tiên là tình yêu, hết cái tình yêu đó là sẽ cái nghĩa. Mà làm sao có cái nghĩa là phải ta nói là thành thói quen. Đi đâu mình cũng nhớ thì như vậy mới gắn kết được. Còn mà ngủ riêng thì làm sao thấy được những cái đó, làm sao có những cái cảm xúc đó, tư duy bị lệch lạc rồi. Yeah. Em ghi nhận. Tìm hiểu đi, trải nghiệm đi. Trời, hai đứa này nó chưa có yêu, nó không có hiểu cái gì hết. Khi yêu nhau là không bao giờ muốn rời xa nhau một giây phút nào hết trơn á. Ngủ mà lâu quay qua mà không ôm cái là tôi đã giận rồi, huống chi mà ngủ riêng phòng. Ngủ riêng phòng làm gì? Tâm sự nói chuyện. Tâm sự với ai? Nhắn tin, nhắn tin chị, nhắn tin. Nhắn tin nằm hai phòng nhắn tin cho nhau. Không, vậy thì mình sẽ làm thêm một phòng thứ ba. Phòng ba là hai người ở chung phòng đó. Còn nếu mà có gì đó thì mình làm hai cái giường. Làm hai cái giường mình dán cái màn thôi. Rồi tôi cũng ráng để coi hai đứa lát bấm nút lấy nhau nha. Rồi khi nào đám cưới xong cho rước tôi về nhà tôi coi, tôi canh thử cho tối hai đứa ngủ riêng hay ngủ chung nha. Thôi tôi chán hai người này quá rồi. Bóc bài đi. Được mấy lá vậy? Một lá. Một thôi, đọc lớn lên coi chồng nói gì. Xin phép được nắm tay người đối diện và cảm nhận hôi sữa thành hôn nữa. Gì? Nắm tay. Em xem nè, anh nói thiệt nha. Thì làm đi, xin phép đi. Xin phép không biết cho không nữa chứ. Anh thì phải xin nói. Xin sao ta cho? Ta rõ ràng ta ghi chữ xin phép. Chứ khi nào mà ta kêu là hãy qua nắm tay á, còn cái này là ta kêu là xin phép. Em có thể cho anh nắm tay để nói được cái cảm nhận khi mà anh gặp em. Sao đơn giản quá, có thể thay đổi xíu được không? Ta nói sao cho người ta nghe, ta mát ruột mát gan chứ. Hôm nay gặp em anh cảm thấy rất là vui, tại vì có một người đồng cảm với mình.
anh sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn nếu mà được nắm tay của em. Vậy em sẽ thử. Cũng khá hợp lý, cũng khá được, khá ổn. Rồi, nắm đi và cảm nhận. Tim đập nhanh không anh? Tim đập bình thường chứ? Không thấy nhanh mà rối. Hơi hồi hộp xíu thì. Ai hồi hộp? Em. Hồi hộp như thế nào? Có tả. Tả nhanh nhanh đi chứ nắm tay hơi lâu rồi đó. Anh thấy tay ấm. Có thể là em là người rất là nhiệt tình, sống tình cảm. Thì anh rất là... Hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Hay quá, từ cái nắm tay ra cái cơ hội luôn ra chỗ cơ nữa. Anh nắm cơ hội. Cũng dẻo lắm, dẻo miệng lắm, được rồi. Rồi, mời em gái. Cái này nó sai. Đọc lên, đọc lên, đọc lên. Sai tôi cho rút cái khác. Theo bạn, đêm tân hôn có ý nghĩa quan trọng thế nào? Có gì đâu sai, đúng quá rồi chứ sai gì. Nó hơi cao so với cái tầm của em hiểu. Em ráng đi em. Thì em theo như em nghĩ đêm tân hôn nó quan trọng như thế nào? Đêm tân hôn thì hai vợ chồng làm gì? Nói chuyện tâm sự với nhau. Tâm sự chuyện gì em? Tâm sự mình có cả đời để tâm sự. Đêm tân hôn mình làm cái gì chứ mình tâm sự chi em? Em chưa nghĩ đến cái chuyện này nó như thế nào. Đêm tân hôn thì hai người lên giường ngủ thôi. Chứ phải hai đứa ngủ hai giường ha. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy. Có làm gì không em? Làm gì thì em chắc lúc đó em mới biết được. Chứ giờ em chưa có nghĩ là cái đêm tân hôn là sẽ như thế nào. Thế em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Sống thử thì em có hơi dạ xíu là em không... Nếu mà sống thử mà như quan điểm của anh á thì có thể sống thử được. Tại vì hai giường, hai phòng chắc chứ. Nói vậy thôi em ơi, hai giường, hai phòng gì. Nó cũng leo qua phòng em trước rồi, nó ngủ xong rồi nó mới về phòng nó ngủ, hiểu không? Anh thuộc người dễ thay đổi không anh? Là như vậy đó, ý là như vậy đó. Có nghĩa là không muốn ràng buộc. Nhưng mà nó sẽ mò qua phòng em. Rồi chừng nào nó xong việc rồi, sao nó về phòng nó ngủ. Không muốn sao bị kiểm soát sau khi đã ấy ấy. Chứ không phải hai đứa ngủ hai phòng là hai đứa không có ấy ấy. Hiểu không? Em mở rộng tư duy em ra xíu đi. Em đừng nghĩ đàn ông có đơn giản vậy, hiểu không? Hiểu không? Còn bây giờ cái quyền quyết định là ở hai bạn. Mình sẽ đặt tay vào cái nút bấm này. Và cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò, để chính thức tìm hiểu nhau. Nếu được chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm chị Tường đồng ý thì bấm mạnh. Không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Hôm nay sao tôi đếm 1 không bấm rồi. Nó hơi nhảy, bên em hơi nhảy. Nhảy đâu nhảy, cái nút này nó mạnh lắm, nó phải nút cảm ứng đâu mà nhảy. Lúc nói chuyện thì đã có quyết định rồi. Chứ không phải là trong lúc 3 tiếng đếm của chị. Thí dụ như em bấm mà bạn gái không bấm thì em nghĩ sao? Em chưa đủ thuyết phục. Thì sẽ thuyết phục thêm. Quá hay, xin mời hai bạn đứng về bên đây. Nắm tay nhau đây hai bạn. Cũng khá xứng đôi đó. Được, không đến nổi. Nuôi cho bên đây mập béo lên chút xíu. Về hai đứa nhớ tập đánh đàn cho nó hay hay chút nha. Mốt có đàn này đổi gam nha. Rồi. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Anh xin phép được hôn em nhé. Chị má hả? Chứ em muốn hôn đậu. Đẹp đôi đó, hy vọng là đây chỉ là mới cái tín, đây là tín hiệu đầu tiên thôi. Rồi hy vọng một ngày gần đây thôi, 6 tháng 1 năm nữa ha, nhận được tin vui của hai bạn nha. Các Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây để xem phim, rồi có thời gian, có cái không gian thân mật tâm sự với nhau luôn nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa cũng như với Cát Tường nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nha. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.